Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, hôm nay tôi đi lên trên tàu đi ra bãi cháy. Và ở đây thưa quý vị, nay tôi đã thấy có nhiều sự thay đổi khác biệt rất là nhiều. Hôm nay chúng tôi đi ra ngoài bãi cháy. Thưa quý vị, chỉ sau 2 năm đến nơi đây, cảng đã thay đổi rất là nhiều. Thay đổi rất là nhiều. Tôi ngạc nhiên vô cùng trước sự thay đổi nhanh chóng của nơi đây. Không còn như trước. Hồi trước đã đẹp, bây giờ xây rất là nhiều để thuận lợi cho các du khách. Họ xây rất là nhiều chỗ để cập bến, không còn như trước nữa. Tàu bắt đầu rời khỏi cảng để đi ra ngoài bãi cháy và đi thăm các đồng. Đây là hình ảnh cầu bãi cháy ở đằng trước. Đây là nhà đèn ở tại Vịnh Hạ Long. Chúng tôi thuê một chiếc thuyền đi chơi để trải nghiệm ở trên bãi cháy Vịnh Hạ Long này. Đây là chắn nước để giữ tàu ở trong vịnh. Cách đây 2 năm tôi đến thì chưa có thấy khánh thành, nhưng theo những người ở nơi đây thì những đồ chắn nước nơi đây là trước khi có Covid thì mới khánh thành thôi. Như vậy là chỉ có 2 năm. Mới đây là 2 năm thôi. Ở đây thay đổi rất là nhiều. Đây là đi ra bãi cháy. Hồi xưa nơi đây cha ông của chúng ta đã đóng cọc và đã lừa được quân Nam Hán và quân Nguyên vào nơi đây, để rồi trận Bạch Đằng diễn ra và dân tộc chúng ta đã toàn thắng, giữ vững được độc lập cho tới ngày hôm nay. Bây giờ tàu nó bắt đầu đi ra bãi cháy rồi. Đất nước chúng ta được mẹ thiên nhiên ưu đãi rất là đẹp. Quý vị có thể nhìn xa xa là không biết bao nhiêu là ngọn núi trộm lên. Người ta nói đó là những con rồng đã hạ mình xuống dưới đây, tức là Hạ Long đó, để tắm biển nè. Biết bao nhiêu con rồng tắm biển nơi đây. Đó là Hạ Long, đây là Vịnh Hạ Long. Và đoạn chúng tôi đang đi là đoạn hồi xưa gọi là bãi cháy, vì tổ tiên chúng ta đã đốt cháy không biết bao nhiêu là tàu bè của quân giặc nơi đây. Và chút nữa chúng tôi sẽ đi vào hang động giấu gỗ. Hồi xưa tổ tiên của chúng ta đã giấu gỗ nơi đây như thế nào. Đây là cảnh thành phố Vịnh Hạ Long, nhìn từ ở bãi cháy nhìn vào.
đây là cảnh tàu bè thuyền ở tại bãi cháy Vịnh Hạ Long. Tàu chúng tôi đang hướng về động gỗ, động dấu gỗ. Từ bãi cháy nhìn vào thì thấy có bãi tắm biển ở tại Vịnh Hạ Long và những người nơi đây chơi parasailing. Tôi thấy cảnh ở đây họ chơi parasailing cũng rất là vui. Đây là chơi parasailing. Tôi đang ở trên Vịnh Hạ Long, chỗ bãi cháy rất là đẹp. Và đây là một nơi dân tộc của chúng ta đã huy hoàng thắng trận Bạch Đằng 3 lần để giữ vững độc lập và phát triển đất nước. Ngô Quyền đã thắng quân Nam Hán, nhà Trần đã thắng quân Nguyên 2 lần nữa, tổng cộng là 3 lần ở nơi đây. Rất là đẹp, Vịnh Hạ Long. Hôm nay chúng tôi đi trên chiếc tàu Hùng Anh 66 và cờ Tổ quốc đang phấp phới bay. Tàu chúng tôi đang từ từ tiến tới vào động Thiên Cung và hang đầu gỗ. Đây là địa điểm lịch sử của cha ông. Vì khi xưa, tổ tiên của chúng ta để chống giặc ngoại xâm thì đã giấu nhiều gỗ trong hang động này, cho nên được gọi là hang giấu gỗ là như thế. Và động Thiên Cung, tôi đã từng đến nơi đây mấy năm về trước cùng với Quang Trường đã làm chương trình, nhưng rất tiếc chương trình đã bị đánh sụp trên kênh Văn hóa Việt Nam Today, không còn nữa. Nên hôm nay tôi trở lại nhất định là phải giữ những hình ảnh của động Thiên Cung và hang đầu gỗ, tức là hang giấu gỗ đó thưa quý vị. Tôi đã tới động Thiên Cung, hang giấu gỗ, nhưng thưa quý vị, xui cho tôi tới đây mà đã hết giờ tham quan. Giờ đã gần 5 giờ chiều thì không được vào nữa. Họ báo là phải quay ra. Thiệt là uổng. Kỳ trước đã đi rồi nhưng kỳ này muốn đi lại để có những hình ảnh, nhưng rất tiếc không đi được. Như vậy là khá xui xẻo. Đây là hòn chó đá. Khi mà mình nhìn ngược lại thì mình thấy giống như là con chó. Đúng rồi, chó đang đứng ngóng là hòn chó đá. Giống như con chó bác. Dạ. Hòn chó đá. Địa thế ở đây rất hùng vĩ, đẹp. Đằng trước đó là hòn đỉnh hay là hòn Lư Hương. À, cái hòn nhỏ nhỏ đó ở giữa hai cái núi to đó, đó là cái hòn Lư Hương hay là giống như là cái hòn đỉnh. À, hai tờ 200.000 đồng Việt Nam có in cái hòn này đó phải không? Đây là cảnh đi du ngoạn trên Vịnh Hạ Long, rất là thơ mộng và đẹp.
Đi thẳng là hướng ra cửa bể luôn phải không? Khu vực này trước đây là làng chài, nhưng từ lúc mà UNESCO công nhận là nơi khu văn hóa thì họ đã tái định cư nơi khác rồi. Đây là cảnh rất đẹp, và quý vị đã xem cái phim Kong á, thì hình ảnh đây là hình ảnh mà phim Kong đã lấy nơi này. Người ta đã phải rất là ngạc nhiên khi thấy ở vùng này rất là đẹp như thế này. Trước mặt tôi là hòn đỉnh, tức như giống như một lư hương đó thưa quý vị. Và hòn đỉnh này theo người ở đây nói có in trên giấy bạc 200.000 đồng của Việt Nam. Đó là hòn đỉnh này ở đây. Đang đi trên du thuyền Vịnh Hạ Long để nhìn các núi ở nơi đây như con rồng hạ xuống dưới tấm biển, nên gọi là rồng xuống Hạ Long là như vậy đây. Gió mát êm đềm thật tuyệt vời. Đi Vịnh Hạ Long thấy đất nước rất là đẹp và thơ mộng. Mẹ Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi những hình ảnh rất là đẹp. Tôi đang đi trên du thuyền ở Vịnh Hạ Long. Trời mát dịu đẹp, khung cảnh rất là thanh bình. Ở nơi đây giống như nhiều con rồng hạ xuống tắm biển nên được gọi là Hạ Long. Rất là đẹp, đẹp vô cùng. Vịnh Hạ Long rất là đẹp thưa quý vị. Và đây là cảnh hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long. Rất thơ mộng, rất đẹp. Chiều buông xuống trên Vịnh Hạ Long. Rất đẹp. Đây thì đằng sau núi này là bắt đầu tới Cát Bà. Cát Bà là đằng sau núi này. Chúng tôi cứ từ từ đi du ngoạn êm đềm trên Vịnh Hạ Long như vậy. Ban chiều hoàng hôn xuống rồi sẽ được ăn cơm tối trên thuyền. Rất là đẹp, thơ mộng lắm thưa quý vị. Cảnh này rất là thái bình, hạnh phúc. Đây là viên ngọc kim cương của đất nước. Đó chính là sự thanh bình, yên ổn, ổn định thì đất nước mới làm ăn và phát triển được. Cảnh thái bình này là sự bày tỏ ngược lại, phản ánh lại sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế của đất nước. Đó chính là viên ngọc kim cương của đất nước. Phải biết gìn giữ hòa bình, đừng nghe ai đó xúi dục chiến tranh này nọ thì người dân khổ sở mà thôi. Cảnh thái bình này chính là sự ước mơ của nhiều dân tộc hiện nay, và đặc biệt là người dân Ukraine ước mơ có một cảnh thái bình như thế này. Ở đây không biết bao nhiêu là đồi với núi mọc lên ở giữa vịnh.
không biết đường thì là lạc là cái chắc. Coi như cả hàng ngàn núi lên như là ngàn con rồng hạ xuống nơi đây tắm biển. Nhiều đường đi lắm thưa quý vị. Không biết đường đi ở đây là quá trình đi lạc nữa cơ. Cảnh hoàng hôn trên vịnh Hạ Long rất thanh bình, rất đẹp, thích vô cùng. Đây là cảnh mặt trời sắp sửa lặn ở trên các ngọn núi tại vịnh Hạ Long. Cảnh mặt trời sắp sửa lặn. Đây là cảnh mặt trời sắp sửa lặn ở tại vịnh Hạ Long. Kia là hòn cô đơn, một mình chơ vơ như vậy, đúng là cô đơn. Đây là hòn trống mái, giống như con gà trống và con gà mái ở nơi đây, trông rất là hay. Đằng sau tôi là hòn trống mái, đang thương nhau dễ sợ chưa? Nhưng rất tiếc xa xa bên phía này lại có một hòn gọi là hòn cô đơn, một mình cô đơn như vậy đó. Đây là bữa tiệc ở trên tàu, trong lúc mà hoàng hôn xuống ở tại vịnh Hạ Long. Tàu chạy rất là thơ mộng. Ngồi ăn cơm tối như vậy, đồ hải sản như thế, nhìn ra cảnh hoàng hôn xuống rất là đẹp. Cảnh thái bình như vậy, như một viên ngọc quý của đất nước, phải giữ gìn hòa bình. Chỉ khi nào cần thì mới chiến, còn không thì thôi. Thành phố Hạ Long đã về đêm và tôi đã về lại khách sạn. Đó là hình ảnh đi trên bãi cháy vào ban chiều. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.